Ê, khoan khoan. Lô anh. Ôi trời. Nó chết luôn mày. Rớt tiền rồi anh. Ê, bớt chơi hàng nóng, bớt chơi hàng nóng nha. Gì đây? Rồi, nó cướp rồi. Nó cướp rồi, nó cướp rồi, đúng. Rồi, nó cướp rồi, nó cướp rồi, đúng. Lên xe, đúng. Rồi, nó cướp, ấy. Vãi vãi, nó bắn, đúng. Nó bắn bạn. Chết mà nó bắn. Đờ mà. Chạy 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 chạy. Lết lết. Ý tao là lết á. Mà có lết kìa. Ôi trời trời. Rồi cả lết. À bị cảnh sát dí. Bị cảnh sát dí. Đố. Quẹo lên. Trời xe cùi quá. Xe cùi quá lết éo nổi. Mẹ mày. Cút đường mày. Ê về nhà, về nhà, quên về nhà. Về nhà, điên mẹ. Trời ơi, lái có chiếc, trời ơi. Lái có chiếc xe thôi mà. Chán thiệt. Trời ơi, hư mẹ cái đít. Tội không? Đúng rồi. Vậy là không? Ủa là cướp. À, vậy mình không. Mình sẽ sunset nhưng mà mình không được tiền mà không nạn. Rồi đó coi con nè. No. Lu. Vãi chơi bóng chuyền. Ê, chơi bóng rổ. Rồi đó bạn, thằng này nó sẽ đi đâu với thằng này nữa. À Sơn. Sơn mày. Không, mình phải đứng lên cái nhà này mình sơn coi. Sơn vô hẳn mặt ông này coi. Ê, tông cuối. Đủ mày. Lên xe. Bất dây nhú rồi coi. Ok, mình sẽ đi qua cái điểm gì ta. À, qua cái điểm màu kia kìa mày. Cái điểm màu vàng đấy. Quê. Né hộ tao cái. Ơi, cảnh sát ơi, éo chơi ơi. Quê. Đây đúng không? Ui. Thôi, lết chất quả cức luôn á. Chất như nó cức. À, đi sớm bạn. Này. Mình sẽ đi sơn. Ngon không? Đâu? Trời. Sơn cái nào? Ôi, má hai thằng cảnh sát khó chịu nha. Đây, mình sẽ sơn bên đây. Đây đúng không? Đấy hả? À, cái này mới đúng mà. Đây. Ngon. Vãi thiệt. À, anh đi. Đâu đâu nữa? Thấy cái chữ đâu nha? Đang đứng đây luôn rồi nè các bạn. Như đằng sau cái tường các bạn ơi. Đằng sau cái tường. À đây đúng rồi, đằng sau cái tường. Sống. Quá easy luôn. Vãi. Lên xe nè em yêu. Bóp kèn được cứt. À, nó bóp kèn. Lên lộn xe. Lên lộn xe các bạn. Thôi giờ ở đâu? À giờ đi ngược lại các bạn. Ây da, láo. Ây đố, bóp kèn ơi. Motherfucker, mày sợ. Qua đường. Cái nhà nó chạy xe kìa các bạn. Cái. Rồi, này lên đường. Dạ. Lỗi tao. Ây, lỗi tao luôn nữa. Chết bà, đường kia không đi, đi đường rừng với cứt ra. Ôi giời. Lo anh cảnh sát. Má nó chảy luôn rồi các bạn. Nó cho mình đi luôn rồi. Ui, mẹ cảnh sát kìa. Ôi, đâu cái nào. Cũng chết không cảnh sát. Sơn mày giờ. Ui. Cái nào nha. Má lìn cảnh sát nhây thiệt. Không. Vì 100 cá luôn bạn. Mình đi sơn 100 cá luôn á. Điên rồi. À, chơi. Mẹ. Ê, em muốn làm gì đâu. Mày xạo hả mày. Có. Chết đi. Má khi đọc có con. Ăn lờ đi con. Chết. Easy gaming. Đù leo rào ghế vậy. Gắt quá cứt. Leo lên đây luôn hả. Thôi đi đâu nữa. Thôi đâu. À lại sớm cây thế. Nhiệm vụ này nhiệm vụ sơn hả bạn ơi. Trời ơi má mày sơn 100 cái giấc mày hết ngày luôn á. Đù luôn. Anh thanh niên chạy xe. Xe lái bồ đồ quá mà bạn. Lên em. Tao lái vô. Má đổi xe không mày. Mẹ đi xe tù quá. Ơi. Cái thanh niên. Ơi giời. Có thể đổi xe. Có thể đổi xe được không? Dựng lên cái về. Đổi xe đi bay. Ơi. Ôi giời. Ồ, có đường lẹ hơn nè các bạn. Hey, cuối cùng cũng xong rồi. Vãi thiệt chứ. Yeah, hoàn thành nhiệm vụ 200 đô. Mẹ. Sát thủ Bình Sơn các bạn. Vãi thiệt. Nào giờ làm cái gì? Ôi. Xin lỗi lộn. Lên xe đại ca. À, chở đi nè. Lên xe. Quýnh chiếc bọ đó. Tới nơi quýnh lộn. Thôi à, ngầu ghê thiệt. Lết luôn. Rồi rack dealer. À lên xe. Cái gì cũng phải lên xe. Lên xe đại ca. Đúng rồi. Kia đúng không. Đi đường rần mình mới vui. Nói mày có thể cút ra khỏi cái đường đó của tao được không. À cầm sẻn. Đứng lên lại coi. Ú mày. Đứng lên. Rồi đứng hộ luôn. Đứng lên. Chết chưa? Ôi, chết dài thế nhỉ. Dài nè con đi. Rồi chết rồi. Rơi ra cái sẻn rồi bạn. Mấy thằng này chạy bố láo thiệt. À đứng tụ tập. Nè. Để tao. Lô. Gì vậy? Trời ơi.
Trời ơi, chết luôn. Trời ơi, trời ơi. Đâu? Về đâu? Ủa, đây hả? Ừ, đây sẽ vô cái trong phòng của thằng S gì đó mình không biết. Ok, mình sẽ chở thêm 4 cái bạc. Má, anh em mình là đà nào à? Ngon vãi cứt ra. Rồi đâu? Ngon. Anh em của bố mẹ. Ê. Ui, vãi xịt. Má, bà bên kia la rồi. Bà lá nè con. Ê. Đúng vậy, đúng vậy. Lái đúng. Vãi thiệt. Tung hết. Né. Gì đây? Không có đó, không phải do mình đâu. Ê, cái đó do nó nha. Mình né nó né là. Chơi bạn mẹ. Chết mẹ. Đâu rồi? Mấy mày đứng lại. Đứng lại. Ê. Lộn lỗi tao nè, lỗi tao. Đâu? Ui. Bắn chết mẹ mình rồi xong. Vô kèo rồi con gái à. Vô kèo rồi. Xong mày rồi con, mày chạy đi. Mày chạy đi. Bút kèn. Mày chạy đi. Rồi xong. Chết bà. Lỗi tao. Là mấy thằng này nữa bạn, nó nghe tiếng súng nó sợ quéo lại. Cứ dừng giữa đường nha bạn. Lỗi tao lần nữa. Rồi mày tới nhà tao. Ủa? Nó tới luôn. Hết đu. Lại bạn. Cậy thiệt chứ. Nhưng mà để thua. Lỗi tao. Trời ơi bạn. Mà nó lần này phải chơi chụp mỡ nó mới được. Chặn đường quýnh chụp mỡ. Ừ đúng rồi, bắn. Rồi xong. Bắn đi. Gì? Chạy đi mày chạy. Đâu ra vậy má? Rồi cảnh sát kìa, cảnh sát éo ke luôn các bạn. Kê thiệt. Ui. Cảnh sát chạy láo rồi, có tội quá tôi heo. Ôi, nhảy gì vậy? Đâu đi nữa hả? À, chở thằng quân số móc này về các bạn. Rồi thiệt. Ui, đu má. Đây, nhà của thằng bích số móc nè các bạn. Rồi. Yeah, xong. $200 ngon. Mình sẽ quay về coi có thằng kia có gì mới không. Thì kẹt các bạn ơi. Không nạn. Lũi đâu vô đây á. Ok. Ngon vậy. Rồi nhiệm vụ tiếp theo vô nói chuyện mấy thằng quỷ này coi. Anh em của ta trời. Rồi, chở mập đi nữa hả? Xanh đâu muốn nữa. Ý mập đâu vậy đâu. Đi xa xíu nha. Đi xa đi phượt kìa. Mới ngon. Ui. Lết hơi lố. Đúng. Lết ghê thiệt. Đâu? Tới đâu? Yep. Tới đây nè. Ngon. Gì đây? Kiếm kẹo bạn. Mấy nó đi kiếm kẹo. Gì vậy? Gì vậy? Ghê vậy? Gắt rồi. À ha. Có phòng gym bạn. Đủ ngon vậy. Không, mình mở phòng gym ra được các bạn ơi. Để qua mình qua coi phòng gym đó sao vậy. Bây giờ phải chạy bộ kiếm chiếc xe rồi. Xanh rau má nó. Ê, xe của tao. Đủ. Chấm chữ tao hẳn đi. Chết. Đây phòng gym nè, lên. Ok bạn, sau khi mình tập xong rồi nó cũng giảm được mở xíu rồi bạn. Mập quá rồi bạn. Ghê. Đây qua đây coi. Chơi 200 muốn rồi.